Kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Công đoàn và công nhân viên chức lao động do Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng phối hợp thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật gần đây của các cấp công đoàn trong tỉnh. Liên đoàn Lao động của các huyện Trần Đề, Mỹ Tú, Kế Sách, Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức các hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Liên đoàn Lao động huyện Long Phú tổ chức lễ phát quà Tết Xuân Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công nhân viên chức lao động nghèo khó khăn và trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên cán bộ công đoàn tham gia phòng chống dịch COVID-19 là F1, F0 đợt 1 năm 2021. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2021, Liên đoàn Lao động thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, vận động hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên công nhân lao động khó khăn về nhà ở, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, tổ chức hai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14, nhiệm kỳ năm 2020-2025 và tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên công nhân viên chức lao động tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết đã trở thành hoạt động thường niên trong những năm qua. Chương trình Tết Sum Vầy được tổ chức nhằm đem tới những lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động trong dịp Tết đến xuân về. Năm nay, với tên gọi Tết Sum Vầy Xuân Bình An, chương trình mang Tết đến gần hơn với đoàn viên công nhân lao động, nhất là những đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Phần tiếp theo của chuyên mục hôm nay sẽ dành để phản ánh về các hoạt động của chương trình này. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình được tổ chức trong không khí ấm cúng sum vầy với việc tuân thủ nghiêm các quy định, với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Có thể nói, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức lao động luôn được xem là trách nhiệm, chức năng quan trọng xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động, các cấp các ngành tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tết Sum Vầy năm 2021 đã trao tặng 3.250 phần quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động nghèo khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh với tổng giá trị là 1,5 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp và được sự hỗ trợ của chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị, người sử dụng lao động doanh nghiệp, sức kinh phí công đoàn trao tặng 52.000 phần quà, tổng giá trị trên 42 tỷ đồng. Vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động các cơ quan đơn vị nhà nước đóng góp trên 2,4 tỷ đồng ủng hộ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và nộp về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn trực thuộc đã xuất kinh phí hoạt động gần 2 tỷ đồng để thăm và tặng quà và hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chốt kiểm dịch COVID-19. Vận động gần hàng trăm tấn hàng hóa gồm gạo, nông sản, hàng hóa thiết yếu hỗ trợ cho người lao động, tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Tặng 3 đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 với số tiền là 42 triệu đồng. Năm 2021, quỹ máy ấm công đoàn được hỗ trợ cấp mới và sửa chữa 44 căn cho đoàn viên có hoàn cảnh bức xúc về nhà ở với số tiền gần 1,75 tỷ đồng. Thông qua chương trình thỏa thuận hợp tác, có gần 21.000 đoàn viên người lao động được thụ hưởng từ các chương trình với giá trị hưởng lợi trên 2,6 tỷ đồng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao túi an sinh công đoàn cho 6.200 đoàn viên người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19, đồng thời trao gói hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 1.480 y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch.
Tại chương trình năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao gần 9.000 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nguồn xã hội hóa, tương đương số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ xây mới và sửa chữa 20 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động gặp khó khăn về nhà ở, có được nơi an cư, yên tâm lao động sản xuất với tổng trị giá 860 triệu đồng. Được quan tâm chăm lo là niềm vui, niềm phấn khởi và là động lực cho đoàn viên công nhân viên chức lao động phấn khởi an tâm làm việc và gắn bó phát triển cùng với đơn vị doanh nghiệp, gia nhập và tham gia tích cực hơn với tổ chức công đoàn. Cũng rất là vui và rất là cảm ơn các công đoàn đã quan tâm tới cuộc sống của công nhân. Và từ đó để em có động lực để làm việc và phát huy tốt hơn. Chị cũng rất biết ơn các cấp công đoàn đã tạo điều kiện cho chị được cái quỹ mái ấm công đoàn này. Nhưng đối với chị số tiền này cũng rất lớn nên chị cũng rất vui mừng. Mình được cái ngôi nhà mới đón Tết trong năm mới cũng được nhà khang trang. Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy, các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng thời gian qua đã có nhiều đổi mới về nội dung, cách làm phù hợp với tình hình để thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, trong công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bằng nhiều hình thức, tổ chức công đoàn trong tỉnh chung tay với các cấp chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế. Tôi cũng đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thì các đồng chí tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh trong cái việc phối hợp với các cấp chính quyền về người sử dụng lao động để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên công đoàn cũng như là công nhân viên chức và người lao động, thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Và đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương có mặt trong ngày hôm nay đó thì các đồng chí cũng quan tâm rồi tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp trong cái hoạt động và tạo điều kiện cho các công đoàn để thể hiện tốt hơn cái vai trò là người đại diện của tổ chức công đoàn, đặc biệt là người lao động. Các doanh nghiệp thì xây dựng cái phương án sản xuất đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch COVID-19, về tổ chức thương lượng, đối thoại, ký kết, thỏa ước lao động tập thể theo cái việc mà thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để mà bảo đảm cái quyền lợi của người lao động, giúp cho người lao động gắn kết lâu bền, đồng hành cùng với doanh nghiệp trong cái việc mà phát triển sản xuất cũng như là góp phần cho cái doanh nghiệp ngày càng phát triển. Toàn thể các anh chị em công nhân viên chức và người lao động đó tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, rồi phấn đấu vươn lên tích cực thi đua trong lao động sản xuất, rồi phát huy những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hơn nữa cái năng suất lao động và sẵn sàng chia sẻ chung tay cùng với doanh nghiệp tháo gỡ những cái khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển. Bên cạnh sự hỗ trợ quan tâm của các cấp các ngành trong tỉnh, hoạt động công đoàn nói chung và công tác chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nói riêng còn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo từ Trung ương. Trong khuôn khổ chương trình Tết sum vầy, lãnh đạo Trung ương đã trao tặng 200 phần quà cho đoàn viên công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và đã đến trao tận tay công nhân lao động tại doanh nghiệp. Bên cạnh lời chúc mừng năm mới, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm đến tình hình phát triển doanh nghiệp, đồng thời động viên tinh thần doanh nghiệp và người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn, phát triển, đổi mới sản xuất, thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động, góp phần vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Chương trình Tết sum vầy xuân bình an cùng các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã ngày càng phát huy và gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa công đoàn và đoàn viên người lao động. Những phần quà ấm áp nghĩa tình được trao cùng những lời chúc mừng xuân mới đã làm đẹp hơn, ý nghĩa hơn cho tên gọi Tết sum vầy.
Thời gian dành cho chuyên mục kỳ này đến đây là hết. Trong không khí chào xuân mới, xin kính chúc quý vị hoàn thành thật tốt những công việc cuối năm và đón chào một năm mới thật bình an hạnh phúc. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục kỳ sau.